Vũ Động Càn Khôn phần 11 tập 15 Liên minh tứ huyền vực thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim Chúc các bạn xem video vui vẻ Ứng hoan hoan thở dài Lăng Thanh Trúc gật đầu Rồi hai người ngồi trên không Nhắm mắt lại Sức mạnh quanh người thu về Thậm chí đến gió cũng ngừng thổi Hai người ngồi thế khoảng nửa giờ Thì mấy người viêm chủ cảm nhận được sắc trời tối lại Ánh sáng hỗn độn xuất hiện từ nơi thần bí Và ngưng tụ phía trên hai người một luồng áp lực kỳ lạ an tỏa khiến ánh mắt mấy người viêm chủ ngưng trọng, áp lực đó đến từ thái thượng thần bí ánh sáng hỗn độn cuối cùng biến thành một con mắt lớn một trượng bên trong nó phản ánh cảnh sắc của trời đất này con mắt hỗn độn vừa xuất hiện thì bắt đầu chuyển hướng như đang thăm dò trời đất này cảnh sắc trong con mắt lướt qua nhanh chóng mấy người viêm chủ cứ lặng lẽ chờ đợi khoảng nửa ngày trôi qua khi mấy người viêm chủ cảm thấy lần này lại thất bại thì con mắt bỗng tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt ánh sáng tụ lại trên không trung thành một tấm kính trong đó là một vùng hắc ám có dòng chảy màu đen ở giữa dòng chảy là một cỗ quan tài màu đen. Cảnh tượng chuyển đến phía trên quan tài, xuyên qua ma khí, rồi một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh đó mặc khắc bào, viền áo là những đường hoa văn màu kim. Bộ dạng kẻ đó rất anh Tuấn, lúc này hắn nhắm chặt mắt nhưng vẫn có một thứ khí tà ác không thể hình dung lưu truyền trên gương mặt hắn. Ánh mắt ứng hoan hoan lập tức lạnh băng tay siết chặt. Thiên vương điện, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ánh sáng lan tỏa từ trong con mắt để lộ ra nhân ảnh bên trong quan tài đen tuy hắn nhắm mắt nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén đến cực điểm. Thiên vương điện, mấy người viêm chủ sắc mặt đều hiện sát ý, cuối cùng cũng tìm được hắn rồi. Ứng hoan hoan nhìn nam tử mặc hắc y, ánh mắt ngưng động, dường như đôi mắt hắn ta hơi run lên, rồi sau đó chậm chậm mở ra. Quỳnh, ngay vào khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ tà ác kinh người bùng nổ, nếu người tâm trí không kiên định khi nhìn vào e là, sẽ bị đánh mất lý trí. Mấy người ứng hoan hoan lạnh băng nhìn thiên vương điện, hắn ra cũng nhìn về phía họ dường như hắn cảm nhận được từ xa có người nhìn vậy ha ha là băng chủ sao thiên vương điện trong quan tài ngồi dậy hắn cười thần sắc quầy oải đúng là có chút thủ đoạn như vậy mà cũng bị các ngươi tìm ra không ai đáp lời hắn vì có trả lời cũng không nghe được thiên nhãn tìm được thiên vương điện nhưng không thể kết nối hai bên thiên vương điện lúc này cũng chỉ nói chuyện với hư không chỉ có điều hắn biết chắc mấy người ứng hoan hoan nhìn thấy đã tìm được vị trí của ta thì ta đợi các người các người đến rồi ân oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc thôi thiên vương điện cười có điều Khóe môi hắn nhếch lên tay đưa về phía mấy người ứng hoan hoan ánh mắt lóe dị quang lần này chắc chắn các ngươi sẽ thua hình ảnh rung lên rồi bắt đầu mờ dần cuối cùng thiên nhãn tan đi biến thành hư vô ứng hoan hoan đứng dậy ánh mắt đầy băng hàn có lẽ thiên vương điện đã hồi phục gần hết rồi giờ phải làm gì phiêm chủ trầm giọng nói thiên vương điện hồi phụ thì chiến đấu lực của ma ngục sẽ lên đến đỉnh điểm đây rõ ràng không phải tin tốt với họ vị trí của chúng có lẽ ở tây huyền vực đó chính là đại bản doanh của chúng ứng hoan hoan nói thông báo cho ba liên minh giải quyết cục diện rằng co với dị ma càng nhanh càng tốt rồi điều động lực lượng sang tây huyền vực lần này chúng ta phải giải quyết sạch sẽ bọn chúng đám dị ma này quá khó đối phó nếu chỉ như lần trước thì chỉ buộc chúng tiềm phục e là không thể giải quyết triệt để nhưng may mắn lần này, họ có một ưu thế rất lớn, đó là họ là chủ nhà, còn dị mà coi như bị giam cầm ở đây, không hề có cứu viện, rồi chúng cũng sẽ thất bại mà thôi. Ưm. Ừ. Sắc mặt mấy người viêm chủ ngưng trọng, gật đầu, xem ra trận đại chiến này quả nhiên lại bắt đầu rồi, nhưng lần này không thể cho chúng bất cứ cơ hội nào nữa. Chúng ta chuẩn bị chiêu dẫn tế, đến khi đại quân của Ba Liên mình tề tựu sẽ chiêu hoán đại sư tỷ. Ứng ừ hoàn Hoan nghĩ rồi nói. Cưỡng ép chiêu hoán sinh tử sao? mấy người viêm chủ nhìn ứng hoan hoan muội có thể thấp thoáng cảm nhận được sức mạnh của đại sư tỷ có lẽ tỷ ấy sắp thức tỉnh rồi chưa hoán cũng không có gì đáng ngại ứng hoan hoan nói mấy người viêm chủ gật gù do dự một chút rồi nói nhưng nếu muội thật sự phải giao đấu với thiên vương điện thì e là phải dùng đến toàn bộ sức mạnh ứng hoan hoan trầm mặc bàn tay siết chặt lại nàng ngẩng lên nhìn về phía loạn ma hải một lúc lâu sau mới nói muội biết mọi người yên tâm cứ giao Thiên Vương điện cho muội là được, lần này hắn sẽ không có cơ hội thoát đâu. Vừa hay lúc này huynh ấy không ở đây, nhân thời gian này tự tiện hoàn thành những việc này vậy, nếu không, dưới ánh nhìn của huynh ấy liệu mình có hạ quyết tâm được không? Mấy người viêm chủ nhìn nhau, rồi thở dài gật đầu, khi sức mạnh ấy hoàn toàn thức tỉnh thì có lẽ muội ấy sẽ trở lại như thời viễn cổ. Chuẩn bị đi. Ứng Hoan Hoan mệt mỏi khoát ATI, mấy người viêm chủ cũng không nói nhiều, bắt đầu đi thông báo cho ba liên minh sau khi họ đi rồi ứng hoan hoan không kìm được cắn môi ánh mắt chăm chăm về phía loạn ma hải tại sao không đợi hắn xuất quan chúng ta chắc vẫn còn thời gian chứ lăng thanh trúc nhìn ứng hoan hoan hỏi ta sợ đến lúc đó không hạ quyết tâm được ứng hoan hoan mỉm cười trước mặt huynh ấy ta không thể giữ được tâm cảnh lạnh như băng mà trách nhiệm này cũng phải có người gánh vác huynh ấy rất xuất sắc nhưng vẫn còn chưa đủ trách nhiệm này quá lớn bắt huynh ấy gánh vác ta cũng thấy đau lòng vì thế vẫn nên để tự ta đi. Làng Thành Trúc nhìn ứng hoan hoan. Nhưng sợ là hắn không chấp nhận được kết quả đó, muội làm vậy e là một sự trốn tránh. Nhưng thế gian này đều có nhiều sự lựa chọn. Ứng hoan hoan nói. Hơn nữa huynh ấy cứ như người ngốc kiên chỉ cố chấp mãi, huynh ấy cứ nghĩ, rồi có ngày sẽ gánh vác được. Ứng hoan hoan cười chua xót Nhưng thực ra sao có thể chứ? Lăng Thành Trúc định nói gì, thì ứng hoan hoan đã tiến lại gần, mỉm cười nếu sau này có biến cố gì hãy chăm sóc huynh ấy giúp ta được không lăng thanh trúc nhìn gương mặt thiếu nữ phủ chút băng hàn kia khẽ nói ta có thể nhận ra nếu muội đánh thức thứ sức mạnh kia thì sẽ thay đổi nhưng tin ta đi dù muội như thế khi đối diện với hắn vẫn có sự khác biệt có thứ tình cảm không thể đóng băng được bằng sức mạnh thuần túy đâu ứng hoan hoan khựng người lẩm bẩm ta cũng hy vọng thật sự là vậy chỉ có điều đến bản thân muội còn ghét huynh liệu có còn thích không trên dòng chảy hắc ám nam tử trong quan tài đứng dậy khẽ lắc lắc đầu để đẩy hết cảm giác chóng váng đi hắn ngẩng lên nhìn chỗ hư không vừa theo dõi mình băng chủ sao đúng là oan gia không ngờ ngươi lại luôn hồi chuyển thế thành công uyên dòng chảy hắc ám đột nhiên có tiếng nổ một thân ảnh hàng vạn trượng bước ra tám cánh tay ma khổng lồ thỏ ra không gian cũng như biến dạng kịch liệt thiên vương điện cuối cùng ngươi cũng hồi phục hoàn toàn rồi giọng nói ồm ồm của đại thiên tà ma vương vang lên dòng chảy hắc ám nổi sóng công xung quanh những cột nước đen bắn lên rồi tám thân ảnh hiện ra trên đỉnh cột nước nhìn kỹ thì ra là tam vương điện và hai kẻ nắm giữa ma ngục khác có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi trên cột nước ở tận cùng bên phải một thiếu niên gầy gò khẽ nói bộ dạng tên này thanh tú nhìn rất non nớt nhưng trong mắt hắn là sự nham hiểm khiến người ta lạnh gái đúng vậy đúng là đã coi thường băng chủ rồi vốn nghĩ còn thời gian chuẩn bị thêm thiên vương điện cười nhạt giờ phải làm gì khai chiến chính diện với chúng tam vương điện lên tiếng yên tâm chắc chắn chúng sẽ đối phó với dị ma ở bên ngoài trước hạ lệnh liều mạng tấn công chỉ cần liên quân của ba liên mình chưa hội tụ đủ hẳn là băng chủ bọn chúng sẽ không dám một mình tới đây tam vương điện cho mày như vậy thì chết hết nhỉ thiên vương điện cười để lộ hàm răng trắng bệch đó là vinh hạnh của chúng tuy cười nhưng ánh mắt hắn tràn ngập sự vô tình, dường như vô số dị mà bị hắn vứt bỏ không hề khiến hắn động lòng chút nào. Lần này, sẽ không kẻ nào có thể cản bước chúng ta nữa, vị diện này rồi sẽ về tay dị ma tộc chúng ta. Năm đó Hoàng không hoàn thành được đại nghiệp, thì giờ ta sẽ hoàn thành. Thiên vương điện cười điên cuồng. Bang chủ, người cứ đợi đấy, lần này, bọn ta sẽ không thất bại đâu. Thật mong chờ để thấy vẻ mặt tuyệt vọng của các ngươi. ha ha ha. Tiếng cười trầm thấp vọng lên trong bóng tối, Dòng chảy hắc ám cuồn cuộn, thấp thoáng như có vô số con mắt tà ác mở ra trong đêm tối. Mặc cho bên ngoài vì sự hoành hành của dị ma mà trở nên rối loạn thế nào, bên trong khu tu luyện vẫn tĩnh lặng không chút âm thanh. Trên đỉnh tế đàn, thân ảnh đó đã tĩnh tọa 10 năm, 10 năm khiến y phục của hắn dần bị thời gian xâm thực trở nên tơi tả, nhưng dung mạo hắn không hề thay đổi, chỉ là sự kiên nghị trên gương mặt như thêm rõ ràng. Trong cơ thể hắn không tỏa ra bất cứ chút nguyên lực hay tinh thần lực nào hắn giống như một người rất bình thường trong những người bình thường, dường như bé nhỏ, đến mức bất cứ ai cũng có thể coi thường. Chỉ những người cảm chi nhạy bén mới cảm nhận được đằng sau sự đơn giản, bình thường kia đang hoài thai sự sắc lạnh đến mức nào. Sự yên tĩnh đó không biết kéo dài bao lâu, thân ảnh tĩnh tu 10 năm đó đột nhiên khẽ rung lên, y phục trên người tan thành vụn bay đi. Ngay lúc ấy, hai mắt chậm chậm mở ra. Đôi mắt thâm sâu như bầu trời đêm, không hề có chút dao động nào, nhưng có cảm giác mọi thứ đứng trước ánh mắt ấy đều run rẩy trên tế đàn lâm động mở mắt đôi mắt như bao quát toàn thế gian huyền diệu đến mức khiến người ta chìm đắm trong đó tỉnh lại sau quá trình tu luyện dài lâu hắn mơ màng một chút rồi ánh mắt dần lấy lại sự nhanh nhạy hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay khoái miệng nhớn lên cười đây chính là thần cung cảnh sao lâm động lầm nhầm hắn có thể cảm thấy mình lúc này đã bước vào cảnh giới khá khủng khiếp cảnh giới trước đây hắn chưa từng chạm tới hắn cảm thấy nếu giờ gặp lại thì hắn lật tay cũng có thể khiến thất vương điện trọng thương thậm chí hắn không hề cảm thấy sợ e rè trước vương điện vượt qua ba tầng luân hồi kiếp đây chính là sức mạnh mà thần cung đem lại lâm động nhắm mắt tâm thần khẽ động rồi trên trán hắn hiện ra tòa thần cung chói lòa bên trong là tinh thần lực vô cùng vô tận tinh thần lực hiện nay đã có ánh hỗn độn đó là vì nó dung hợp với sức mạnh thái thượng thần bí chính sự thay đổi nhỏ bé này đã khiến tinh thần lực như lột xác lâm động chậm rãi đứng dậy ánh sáng tỏa ra quanh người biến thành một bộ hắc y lâm động khẽ nắm tay lại trong mười năm phần lớn thời gian hắn đặt tâm trí vào việc ngưng tụ thần cung nhưng nguyên lực cũng có tăng tiến rõ rệt chỉ có điều đến tầng thứ này không còn nghĩ đến việc làm thế nào đột phá nữa mà làm cách để vượt qua luân hồi kiếp đáng sợ mười năm bên ngoài cũng qua một năm rồi nhỉ không biết tình hình thế nào rồi lâm động tự nhủ sau khi ra khỏi trạng thái tu luyện trong lòng hắn bỗng lo lắng dù sao trước khi hắn bế quan tình hình bên ngoài cũng không lạc quan không biết giờ thế nào ra ngoài trước đã vậy lâm động nghĩ vậy không trần trừ nữa quay người lại cúi mình trước tấm nệm cũ kỹ trên tế đàn lần này ngưng tụ thành công thần cung là nhờ vào sự nhắc nhở âm thầm kia nếu không thì không thể ngờ được ngưng tụ thần cung lại cần đến sức mạnh thần bí thái thượng cũng là nhờ hắn tu luyện thành công thái thượng cảm ứng quyết từ lăng thanh trúc nếu không thì e là cả đời hắn không vượt qua được bước này đương nhiên muốn trở thành thần cung cảnh không chỉ cần có sức mạnh thần bí trong mấy năm ngưng tụ thần cung lâm động đã nhiều lần thất bại khiến thần cung nổ tung may mắn cuối cùng hắn đã cứu vạn được nếu không có lẽ giờ đã thất bại rồi u ngay khi lâm động cúi mình thì tấm nệm kia phát ra âm thanh rất nhỏ một luồng ánh sáng kỳ dị hiện ra phụt ánh sáng tụ lại trên tấm nệm mơ hồ biến thành một đạo quang trận huyền ảo cỡ nhỏ lâm động nhìn thấy quang trận thì sững người quang trận này giống hệt với càn khôn cổ trận trong cơ thể hắn đúng lúc quang trận kia xuất hiện thì càn khôn cổ trận trong cơ thể hắn chấn động rồi không chịu sự khống chế của lâm động nữa bay ra và xung hợp làm một với quang trận kia lập tức sự huyền ảo càng thêm mãnh liệt sức mạnh cổ xưa kia đậm đặc hơn nhiều đây mới là trận linh của càn khôn cổ trận sao lâm động thấy thế cũng hiểu ra càn khôn cổ trận hắn có được trước nay vẫn thiếu một thứ gì đó từ bọn ở ma ngục hắn cũng biết càn khôn cổ trận là do phủ tổ tạo ra thời viễn cổ không biết có bao nhiêu dị ma đã bị nó tiêu diệt chỉ có điều càn khôn cổ trận trong tay hắn chưa hoàn hảo cảnh tượng trước mắt khiến lâm động hiểu ra thứ càn khôn cổ trận thiếu ẩn tàng trong tấm nệm kia quang trận dần thu về ánh sáng trở lại trong tấm nệm rồi bắt đầu tan ra hỏa diệm bùng lên một quầng dị quang dần bay lên đó dường như là một cái thạch bàn màu đen trắng to cỡ bàn tay thạch bàn mang đầy mùi vị hồng hoang trên đó khắc rất nhiều hoa văn thần dị lâm động đưa tay ra thạch bàn liền rơi vào tay hắn chạm vào tay là cảm giác mát lạnh hắn nhìn nó đầy tò mò rồi tâm thần khẽ động thạch bàn biến thành một đạo dị quang chui vào cơ thể hắn bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé đến lúc này càn khôn cổ trận do phủ tổ đại nhân tạo ra đã hoàn chỉnh có được càn khôn cổ trận hoàn chỉnh ánh mắt lâm động lóe lên sự mừng rỡ không ngờ ở đây lại có được cơ duyên thế này. Đa tạ phủ tổ. Lâm Động ôm quyền nói với hư không, tuy giờ phủ tổ không còn nữa, nhưng vẫn không ngăn cản ý muốn cảm tạ của hắn. Lâm Động hành lễ xong, tâm thần khẽ động, phía trước tế đàn xuất hiện một quầng sáng, hắn bước vào và biến mất, không gian lại trở nên tĩnh mịch, chỉ tấm nệm kia lấp lánh ánh sáng như tiễn Lâm Động vậy. Viêm thần điện. Hiện giờ đây là đại bản doanh của Liên minh loạn Ma Hải, trên bầu trời là vô số quang ảnh bay qua lại, cả không gian vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, khu vực khiến mọi người quan tâm nhất vẫn là tổ cung khuyết ở trên không trung. Ở cánh cổng lớn tổ cung khuyết có vô số thân ảnh đứng đó, khí tức tỏa ra điều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Phía dưới là vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên những cường giả thông qua sát hạch và được vào tổ cung khuyết. Một năm nay đã có không ít cường giả chuyển luân cảnh đột phá trong đó và bước vào luân hồi cảnh. Cũng chính vì thế thực lực liên minh mới ngày một mạnh, chế ngự được dị ma. Lúc này, tại nơi sâu nhất tổ cung khuyết, trên quảng trường đá bức tượng đá tỏa sáng rồi một thân ảnh gầy gò mặc hắc ý chậm rãi bước ra lâm động bước ra khỏi bức tượng nhìn không gian quen thuộc trước mắt trong ánh mắt có phần cô tịch do mười năm khổ tu cuối cùng cũng có vẻ thân thuộc hắn hít sâu một hơi rồi mỉm cười bước ra trên đường ra khỏi tổ cung khuyết thỉnh thoảng hắn gặp một số cường giả khổ tu thực lực rất không tồi khi thấy lâm động thì họ sững sờ thậm chí khi hắn đi qua rồi mới rực tỉnh đó là lâm động nguyên lão trong liên minh loạn ma hải lâm động là nguyên lão ngang hàng với mấy người ứng hoan hoan địa vị đó đương nhiên rất cao quý chẳng trách mà khi nhìn thấy hắn mọi người lại chấn kinh như vậy thì ra lâm động nguyên lão cũng vào tổ cung khuyết tu luyện mọi người xì xầm trong lòng có chút chấn động vừa rồi khi lâm động lướt qua thậm chí họ không nhận ra bất cứ dao động nguyên lực hay tinh thần lực nào đây rõ ràng không phải vì thực lực của hắn đã mất hết nếu vậy thì lâm động hiện giờ đã đạt đến mức họ không thể tưởng tượng nổi lâm động không để tâm cứ đi thẳng ra cửa, định đi ra thì bị một người ngăn lại. Vị huynh đệ đây, người vừa hoàn thành tu luyện à, vậy đăng ký một chút, người từ liên minh nào? Lâm Động ngạc nhiên nhìn trung niên nam từ cầm ngọc bàn hỏi mình, gãi đầu định nói thì bỗng có người kéo người kia sang một bên, vẻ mà tươi cười. Lâm Động nguyên lão, hắn mới đến không biết lão nhân ra ngài, đắc tội rồi. Lâm Động Nguyên Lão Người vừa rồi nghe thấy cơ mặt co giật, rồi nhìn Lâm Động đầy mừng rỡ. Chuyện gì vậy? lâm động giở khóc dở cười ha ha từ khi các viễn cổ chủ khai khởi tổ cung khuyết một năm trước đã chọn rất nhiều cường giả chuyển luân cảnh vào trong tu luyện đồng thời cũng tăng cường cường giả cho tam đại liên minh chàng trai to lớn cung kính nói tam đại liên minh lâm động khựng người người kia biết một năm rồi lâm động bế quan nên không biết cũng là chuyện bình thường rồi kể lại hết sự việc trong một năm qua cho hắn nghe không ngờ yêu vực và tứ huyền vực đều bị ảnh hưởng lâm động nghe xong trong lòng chấn động không ngờ cục thế lại phát triển đến mức này xem ra ma ngục thật sự muốn gây nên đại chiến thứ hai rồi trước đây không lâu các viễn cổ chủ hạ lệnh cho các liên minh toàn lực tiêu diệt dị ma rồi tập hợp sức mạnh tấn công tây huyền vữ thanh trừ hoàn toàn ma ngục đại quân của liên minh loạn ma hải chúng ta dưới sự xoáy lĩnh của minh chủ đường tâm lăng đã triển khai quyết chiến nhưng tình hình có vẻ căng thẳng răng co người kia nói lâm động gật đầu cũng không hỏi vị trí của chiến trường ấy tâm thần khẽ động là cảm ứng được sát khí sung thiên từ phía xa ta đi một chuyến lâm động nói có lâm động nguyên lão ra tay chắc chắn quân dị ma sẽ tan tành người kia mừng rỡ lâm động cười khoát tay một cái rồi trước sự chăm chú của hai người kia lâm động dần trở nên hư ảo rồi biến mất chứng kiến thủ đoạn gần như dung nhập với trời đất của lâm động ánh mắt hai người kia đều vô cùng chấn kinh loạn ma hải bắc huyền vực vùng hải vực rộng lớn này trong một năm nay, gần như đã trở thành chiến vực tiền tuyến của dị ma và liên minh loạn ma hải, hai bên đã khai chiến ở nơi đây mấy chục trận, lần nào cũng kinh thiên động địa, máu nhuốm đỏ cả mặt biển, ma khí tràn ngập không gian. Hiện nay hải vực này vẫn là nơi tanh mùi máu nhất ở loạn ma hải. Vì lần này, hai bên đã triển khai quyết chiến. Liên minh loạn ma hải để có thể rút được lực lượng ra đã liên hợp với hai liên minh còn lại phản công toàn lực, định sẽ dập tắt chiến tranh ở loạn ma hải, còn bên ma ngục cũng đã hạ mệnh lệnh tàn khốc nhất bằng mọi giá chặn đứng liên minh loạn ma hải uy Huynh ma khí cuồn cuộn vô số đạo nguyên lực mạnh mẽ bùng nổ chỉ thấy những quang ảnh không thấy điểm tận cùng đem theo sát khí đậm đặc sông về phía đội quân ma ngục hai làn sóng khổng lồ ập về phía sau tiếng gào thét chém giết vang khắp trời đất mặt biển nổi những ngọn sóng khổng lồ âm thanh huỳnh huỳnh đó không át nổi tiếng gào thét của đám người phía sau đại quân của liên minh đường tâm lăng đứng trên không nàng mặc chiếc áo giáp mềm sát người màu đỏ tôi lên những đường cong quyến rõ, ánh mắt nàng đang nhìn chăm chăm về chiến trường. Tiếng hô lạnh lùng trong trèo không ngừng được nguyên lực bao bọc chuyển đi chỉ huy đại quân. Minh chủ, đám dị ma lần này, như phát điên vậy, tình hình rằng có quá lâu rồi. Bên cạnh đường tâm lăng, một lão giả sắc mặt nặng nề nói. Hàn quang lóe lên trong mắt đường tâm lăng. Hạ lệnh, lần này bắt buộc phải giải quyết đội quân ma ngục ở loạn ma hải. Đại bàn doanh của ma ngục đã lộ, đội quân này đột nhiên thề chết phản kháng chắc chắn là nhận được lệnh tư đại bản doanh chúng muốn hy sinh đội quân này để giữ chân đại quân của liên minh chúng ta trả cái giá lớn như vậy để làm việc này chắc chắn ma ngục đang chuẩn bị âm mưu gì đó chúng ta bắt buộc phải nhanh nhất có thể lão già kia nghe vậy vội nhận lệnh tuy lão cũng là cường giả đình cấp ở loạn ma hải luận vai vế có khi còn cao hơn ma la nhưng một năm nay kể từ khi đường tâm lăng quản lý liên minh loạn ma hải cục thế dần nghịch chuyển năng lực đó đã được tất cả mọi người công nhận cả loạn ma hải không một ai là không nghe theo lệnh của nàng vô số mệnh lệnh nhanh như chớp truyền khắp đại quân vô số cường giả ánh mắt đỏ ngầu một năm nay đã có quá nhiều người chết trong tay ma ngục mối thù này không thể gột bỏ được đã vậu thì phải giết sạch sẽ chúng đi giết tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên vô số cường giả sông tới như sóng biển nguyên lực hùng hồn đánh tan đám dị ma phía trước cả trời đất tràn ngập mùi tanh nồng ánh mắt sắc bén của đường tâm lăng quan sát chiến trường rồi nàng nhìn lên trời nơi diễn ra trận chiến cấp cao của hai bên tuy số lượng người không nhiều nhưng sẽ gây ảnh hưởng cực lớn với kết quả trận chiến trên đó ai cũng là cường giả luân hồi cành đối thủ của họ cũng đều là dị ma cấp dị ma tướng trong đó thậm chí còn có cấp chân vương nhưng cũng may những kẻ đó đều đã bị cường giả đỉnh cấp của liên minh chặn đứng không biết chỗ thành trị tiền bối có chặn được không đường tâm lang xiết tay nhìn về phía trên cùng ở đó tỏa ra năng lượng khủng khiếp trong tầng mây là một thân ảnh mặc thanh y đối diện là một dị ma khổng lồ to cỡ vạn trượng bộ dạng con dị ma này vô cùng hung hãn trên thân thể khổng lồ có tới mười mấy con mắt tỏa ra sự hung tàn đến cực điểm con dị ma xấu xí này được dung hợp từ mười chân vương kiểu dung hợp này khiến dị ma mới được sinh ra có thực lực cực kỳ khủng khiếp thậm chí có thể sánh ngang cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp đối tượng này trong liên minh loạn ma hải cũng chỉ có thanh trĩ là ngăn chặn được dao sắc mặt thanh trĩ vô cùng ngưng trọng trong cơ thể có thanh quang trào ra rồi thân thể nhanh chóng phình to lên. Y phục rách tan, chỉ mấy giây thanh trĩ, đã biến thành một long nhân khổng lồ to nghìn trượng, toàn thân phủ đầy lớp vẩy xanh tỏa ra thứ ánh sáng sắc lạnh, trên cánh tay nhô lên những sợi gân xanh, hàng vạn con thanh long uốn lượn quanh người. Thanh thiên hóa long quyết là do thanh trĩ tạo ra, võ học này được ngài thi triển ra, mức độ mạnh mẽ của nó khiến bất cứ ai cũng phải kinh thán. Giáo Thanh trĩ đứng trên không, không gian vỡ vụn, ngài biến thành một đạo thanh quang xông thẳng tới con cự ma kia long quyền tung ra mấy vạn đạo long văn ập tới nhanh như chớp rơi lên người cự ma binh 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 đối mặt với công thế hung tàn đó của thanh trĩ cự ma gầm lên ma trưởng sắc lạnh tung thẳng về phía thanh trĩ hai đại vật khổng lồ quấn lấy nhau trên không trung chiêu thức không thật tinh diệu có chăng chỉ là sức mạnh khủng bố đủ để khiến không gian nổ tung tiếng quyền đấm lên cơ thể trầm đục thậm chí át hết âm thanh sát phạt phập long chảo sắc bén của thanh trĩ rạch lên người cự ma một mảng thịt đen bị kéo ra hắc quang bắn ra cự ma gầm lên một quyền đánh lên người thanh trĩ sức mạnh ấy thậm chí khiến vẩy trên người thanh trĩ cũng vỡ tan bản thân ngài bị đánh bật ra sau mấy nghìn phụt tia máu tràn lên trong mắt thanh trĩ lưng rung lên đôi cánh thanh long khổng lồ giang rộng long rực vỗ mạnh thanh trĩ lao tới như vút về phía cự ma đường tâm lăng nhìn trận chiến ác liệt đó ánh mắt ngưng động hô vang đội ba động thủ chỉ thấy từ xa phía sau đột nhiên bùng lên sát ý linh thiên vô vàn những nhân ảnh tràn lên tách đôi đội quân dị ma đội quân bất ngờ này khiến tinh thần của đại quân liên minh lên cao hẳn nhất thời dần chiếm được ưu thế giao đội quân dị ma dường như cũng cảm nhận được có chút không ổn đột nhiên tiếng gầm thét linh thiên động địa điên cuồng vang lên vút 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 tiếng gầm thét lan tỏa chỉ thấy đám dị ma kia đột nhiên nổ tung rồi biến thành vô số đạo huyết quang màu đen chui vào cơ thể cự ma đang giằng co với thanh trĩ Giao. Đột nhiên nhận được sức mạnh khủng khiếp đó, thân thể cự ma lại phình to lên, bề mặt nhục thể xuất hiện vô số vệt máu, rõ ràng là có chút không chịu nổi sức mạnh này. Minh. Cự ma gầm lên, tung một quyền hung hăng đánh lên người thanh trĩ khiến ngài bay đi, lớp vẩy trên người vỡ tan, máu tươi tuôn ra. Rõ ràng đội quân dị ma bắt đầu phát điên, dung hợp ra nhiều cự ma như vậy, thực lực đã gần như bằng cường giả vượt qua ba tầng luân hồi kiếp, nhưng đó cũng đã là cực hạn, nếu dung hợp thêm nữa thì e là cự ma không chịu nổi mà phát nổ. Hơn nữa, chúng có vượt qua được trận chiến này thì cũng không thể sống được nữa, chúng hoàn toàn đã dùng tính mạng để chặn bước đại quân loạn ma hải. Giao! Thanh trị thấy thế, sát ý trào dâng trong mắt, miệng gầm lên, thanh quang trào dâng, mấy chục vạn đạo long văn biến thành một con thanh long vạn trượng, xông thẳng tới cự ma. Lúc này căn bản không thể rút lui được nữa, một khi rút lui, cự ma sẽ xông vào đại quân liên minh, tỷ lệ tử thương sẽ càng thê thảm hơn. Giao! cự ma cũng gào lên nó nhìn thanh trĩ chỉ, chỉ thấy có vô số máu tươi màu đen hội tụ bù một tiếng biến thành một đạo ánh sáng rồi nhanh như chớp oanh kích lên người thanh trĩ bùm lớp vẩy vơ tan thân thể thanh trĩ bay ngược ra sau trước bảo ánh mắt kinh hãi của đội quân liên minh nơi vai ngài xuất hiện một cái lỗ máu khổng lồ đi chết đi tiếng gào thét vọng ra từ miệng cự ma ma trưởng sắc bén hung hăng đánh xuống thanh trĩ dường như muốn giết thanh trĩ vậy trợ giúp cường giả đình cấp trong liên minh cũng cùng gầm lên nguyên lực hùng hồn đánh gia định để chặn cự ma nhưng cự ma làm như không biết mặc cho những công thế kia rơi lên người khiến hắn không ngừng run rẩy phù ma trưởng đánh xuống cuối cùng rơi lên người thanh trĩ mọi người mở to mắt nhìn thanh trĩ sắp bị trọng thương thì đột nhiên trên trời có một âm thanh trầm thấp vang lên ma trưởng đột nhiên đông cứng đó là mọi người sững sờ vội nhìn lên phía trên thanh trĩ chỉ. chỉ thấy ở đó là một thân ảnh đứng trên không hắn đưa tay phải ra chặn ma trường của cự ma. Thể tích hai bên hoàn toàn trái ngược, thế nhưng dưới bàn tay mỏng manh của hắn, cự ma lại không thể tiến được nửa bước. Đường tâm lăng nhìn thân ảnh quen thuộc đó, khựng người một chút rồi vẻ mà tràn đầy vui mừng. Lâm động Bên dưới ma trường khổng lồ là một thân ảnh dường như rất mỏng manh nhưng chống lại được cả cái ma trường mang sức mạnh khủng khiếp kia. Đó là Lâm động nguyên lão. Đại quân liên minh loạn ma hải bùng nổ tiếng hô vang trời, từ một năm trước khi liên minh được thành lập lâm động đã biến mất tâm nghe nói là bế quan tu luyện không ngờ lại xuất hiện đúng lúc quan trọng cuối cùng hắn cũng đến kịp thời đường tâm lăng vui mừng nay ở đâu cũng là chiến trường nhưng nhìn chung ở cả ba chiến trường chính hai bên đều không có cường giả mạnh nhất vì những kẻ lợi hại nhất ma ngục đều bị viễn cổ du bọn họ giữ chân ở tây huyền vực nhưng cũng vì thế bọn họ không thể trợ giúp được gì cho những nơi khác lúc này sự xuất hiện của lâm động đúng là có tác dụng cực quan trọng thanh trĩ tiền bối không sao chứ lâm động quay lại nhìn thanh trĩ phía sau hỏi thanh quang trên người thanh trĩ tỏa sáng rồi thân hình dần trở lại hình người ngài quệt máu nơi khóe miệng đi nhìn lâm động cười khổ xuất quan rồi đấy à lâm động gật đầu cười cứ giao tên to xác này cho vạn bối thanh trĩ cũng không có ý kiến gì lâm động hiện này cơ hồ không có bất cứ sức mạnh nào tỏa ra nhưng ngài thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm Rõ ràng trong một năm bế quan thực lực lâm động đã đạt đến mức khiến ngài cũng không thấu. Sự thay đổi này khiến ngài có phần cảm thán, nhớ năm xưa khi lần đầu gặp lâm động, hắn ta mới chỉ là một thiếu niên nổi bật lên từ bách triều đại chiến nhỏ bé. Hồi đó ngài thấy hắn có chút thiên phú mới dạy thanh thiên hóa long quyết cho, không ngờ nhiều năm sau thiếu niên ấy đã vượt qua ngài rồi. Cẩn thận đấy, tên cự ma này dung hợp hơn 10 chân vương, tuy không sống được lâu nữa, nhưng chúng đang rất điên cuồng. Thanh chỉ nhắc nhở rồi đáp xuống dưới rất nhiều cường giả của liên minh bảo vệ ở bên trong. Dung hợp dị ma sao? lâm động cũng không bất ngờ, đây cũng giống như phương thức của ba tên cự đầu nguyên môn đã dùng, nhưng rõ ràng những kẻ này hung tàn hơn nhiều, nhưng có lẽ đây là cực hạn của chúng rồi, nếu thêm nữa chắc sẽ phát nổ. bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di cap phim, truy cập kênh youtube di cap phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé. sao cự ma thu ma trưởng về ánh mắt hung tàn nhìn lâm động gầm lên một tiếng chỉ thấy trên cơ thể hắn bắn ra huyết dịch màu đen huyết dịch như động tỏa ra thứ năng lượng tà ác đến cực điểm ma huyết chi giới cự ma gầm lên huyết dịch khuếch tán thành một quầng sáng chụp xuống lâm động rồi nhanh chóng thu nhỏ lại cùng với đó một thứ năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung nhanh chóng ngưng tụ vút trước mắt huyết cầu chỉ còn vài trượng lâm động bên trong đã bị che khuất ma trưởng của cự ma nắm lại định bóp nát huyết cầu phụt nhưng ngay lúc ấy một bàn tay xuyên thủng huyết cầu thò ra rồi dễ dàng như xé một tờ giấy xé huyết cầu ngưng tụ sức mạnh khủng khiếp kia thành hai nửa lâm động mỉm cười lật tay một cái huyết cầu bị hắn hút vào bàn tay hắn biến thành một viên ngọc đen to cỡ nắm đấm đi lâm động cong tay búng một cái bề mặt viên ngọc đen dường như lóe ánh sáng hỗn độn rồi biến thành một đạo hắc quang bay qua bầy trời bắn thẳng lên ngực cự ma phụt phụt hắc quang dường như không hề mang sức mạnh gì lớn nhưng khi bắn lên cơ thể cự ma thì thân thể có thể chống lại cả công kích toàn lực của thanh trĩ lúc này bị viên ngọc nhỏ bé xuyên qua găm thẳng vào cơ thể hắn đồ ngu dùng ma khí giết bọn ta sao viên ngọc ma kia chui vào cơ thể cự ma hắn ta cười điên cuồng viên ngọc ma đó vào cơ thể không chỉ không tạo ra bất cứ tổn thương nào mà còn khiến ma khí trong người chúng tăng thêm lâm động cũng cười tay nắm lại vậy sao bùm vào khoảnh khắc ấy tiếng cười của cự ma tắt ngấm thân thể hắn rung lên dữ dội chỉ thấy trong cơ thể bắn ra ánh sáng hỗn độn á à. ma khí vô cùng tận trong cơ thể cự ma nhanh chóng hóa thành hư vô trước ánh sáng hỗn độn thân thể cự ma phân tách cuối cùng biến thành mười đạo ma anh bắn ra máu đen văng tung tóe cự ma đã bị lâm động tách những chân vương dung hợp kia ra chân vương bị đánh bật ra sắc mặt trắng bệch ánh mắt nhìn lâm động đầy sợ hãi nhưng chúng không kịp có hành động gì thì lâm động đã lạnh lùng ra tay uyên uyên một con lôi long bay ngang qua bầu trời lôi long sinh động như vật sống thân thể to lớn lấp lánh lôi quang so với lôi long trước đây lần này đã như rồng thật khí thế cực kỳ kinh người vút lôi long lao xuống đi đến đâu những dị ma cấp chân vương thét lên thảm thiết và nổ tung đến đấy lôi đình lực lan tỏa tiêu trừ hết ma khí đám chân vương kia thấy lâm động hung hãn như vậy sợ hãi vội vàng trốn chạy lâm động vung tay chỉ thấy phía sau đám chân vương xuất hiện vô số những cái hắc động nghìn trượng hắc động xoay truyền giống như cái mồm khổng lồ hút chúng vào chỉ trong mười mấy giây gần mười dị ma vương cấp chân vương đã bị lâm động diệt trừ sạch sẽ cảnh tượng đó khiến vô số người phía dưới đều há hốc mồm sững sờ lâm động giải quyết xong đám chân vương ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chiến trường phía dưới đây là lần đầu tiên hắn thấy một trận chiến lớn như vậy chiến trường gần như bao phủ toàn bộ bắc huyền vực toàn bộ không gian là sự đối đầu giữa ma khí và nguyên lực số lượng dị ma e là lên tới hàng mấy trăm vạn nhưng số người trong đại quân liên minh cũng không thua kém hơn nữa đại quân này không phải quân đội bình thường mỗi người trong đó đều có thực lực không tồi lâm động tâm thần khẽ động bầu trời ngưng tụ lôi vân tiếng sầm rền vang át hết mọi tiếng chém giết đây không phải nơi các ngươi nên đến lôi đình cuộn trào lâm động đứng trên không trung lạnh lùng nhìn đám dị ma ánh mắt lóe hàn quang vì thế tịnh hóa đi có lẽ hồn còn về được nơi các ngươi nên ở huynh trời đất rung chuyển chỉ thấy lôi vân phỉnh to vô số đạo lôi đình mang sức mạnh khủng khiếp điên cuống đánh xuống lôi đình đến đâu đám dị ma thậm chí còn không kịp kêu lên tiếng nào đã bốc hơi hoàn toàn đột ngột bị công kích dị ma đang khí thế đầy hung hãn cũng khựng lại cuối cùng ánh mắt chúng cũng có chút sợ hãi mất đi sự thống lĩnh của chân vương hiển nhiên chúng không còn uy phong như trước nữa giết mắt đường tâm lăng lóe hàn quang lập tức nắm bắt thời cơ hô lên một tiếng Đại quân liên minh bùng nổ sát khí, nguyên lực ồ ạt trào dâng xung kích quân dị ma khiến chúng tan tác. Nhưng quả thật dị ma rất hung hãn, trong cuộc diện này chúng vẫn kháng cự ác liệt, gây nên thương vong không ít cho đại quân liên minh, máu tươi nhốm đỏ cả mặt biển. Nhưng sự kháng cự ấy rõ ràng cũng không có tác dụng là bao, cuối cùng quân dị ma ngày một yếu dần. Giáo! Dường như biết được thất bại là điều hiển nhiên, từ trong đội quân dị ma đột nhiên có tiếng gầm thét, vô số dị ma lao xuống biển rõ ràng là định tạm rút xuống đáy biển. Dị ma sức sống rất ngoan cường, chỉ cần chúng thoát được thì vẫn là rắc rối lớn. Đường tâm lang chỉ cười khẩy, hô. Hải yêu quân, không tha cho bất cứ tên dị ma nào. Uinh! Mặt biển đột nhiên nổi sóng, chỉ thấy mặt biển như tách ra, đội quân hải yêu cưỡi đủ loại hải thú từ dưới đáy biển lao lên. Dường như có một trận pháp hình thành ở phía dưới đáy biển phong tỏa mọi lối thoát. Lâm động ở trên không nhìn xuống đám dị ma bị vây khốn bốn phía, tay thả lòng, giơ ngón cái về phía đường tâm lăng nàng vẫn lợi hại như vậy tất cả đều đã được sắp xếp kỹ càng không cho dị ma bất cứ đường thoát nào trong vô vàn người đường tâm lăng vẫn nhìn thấy động tác đó của lâm động đôi môi hồn khẽ nhớ lên cười tự hào nàng không hề tránh né nhìn thẳng vào mắt lâm động đến khi hắn phải chuyển ánh mắt sang chỗ khác nàng mới cười lâm động khẽ thở hắt ra một hơi chỉ cần hoàn thành việc này là loạn ma hải sẽ được yên bình sau đó bình định yêu vực và tây huyền vực nữa rồi có lẽ đến trận quyết chiến cuối cùng với ma ngục bọn họ đang trong trường cao tầng của ma ngục sao lâm động nhìn về phía tứ huyền vực lẩm bẩm lúc này tại nơi giáp danh giữa đông và tây huyền vực trên đỉnh một ngọn núi thân ảnh mỏng manh lạnh lùng đột nhiên mở mắt nàng nhìn về hướng loạn ma hải tay khẽ nắm lại huynh ấy xuất quan rồi sao trong cuộc chiến ở loạn ma hải cuối cùng đại quân của liên minh đã giành thắng lợi đương nhiên trong đó có nhờ sự tham chiến của lâm động nhưng nhiều hơn đó là vì quân ma ngục không có bất cứ sự viện trợ nào đối mặt với một loạn ma hải đã đoàn kết chặt chẽ đương nhiên chúng không có nhiều khả năng thắng nhưng dù vậy sau trận chiến liên minh loạn ma hải đã mất năm ngày trời để hoàn toàn thanh trừ dị ma ở loạn ma hải chiến tranh kết thúc những hải vực ma ngục chiếm đóng lúc trước đều thê thảm không nỡ nhìn ma khí thậm chí thẩm thấu cả xuống biến khiến bao sinh linh trong đó chết thảm đủ mọi loại thi thể nổi lên chất thành đồng mùi su uế lan tỏa khắp không gian nhìn thảm kích đó đội quân liên minh ai cũng đỏ hoe mắt đám dị ma đó quả thực quá tàn bạo nếu không tiêu diệt chúng hoàn toàn e là thế gian này không bao giờ yên bình được nhưng rõ ràng là hiện giờ không có nhiều thời gian để làm sạch những hải vực bị nhiễm ma khí chiến loạn ma hải vừa kết thúc thì đội quân liên minh đã được đường tâm lăng chia làm hai một nửa chi viện cho liên minh tứ huyền vực một nửa chi viện liên minh yêu vực hiện nay chỉ khi nhanh chóng dẹp bỏ dị ma ở ba khu vực này thì họ mới yên tâm quyết chiến trận cuối cùng với ma ngục sau khi suy nghĩ một lúc Lâm Động dẫn một nửa số quân liên minh đến tứ huyền vực, ở đó dù sao cũng gần tây huyền vực, tuy ứng hoan hoan bọn họ vẫn luôn luôn trông chừng ma ngục, nhưng hắn vẫn phải càng nhanh càng tốt, tránh xảy ra bất chắc. Còn yêu vực, đường tâm lăng dẫn một nửa đội quân còn lại chắc sẽ nghịch chuyển được cục diện, giải quyết sự hỗn loạn ở đó. Đường tâm lăng vô cùng tán thành sự sắp xếp của Lâm Động, vì thế sau khi cục diện loạn ma hải được ổn định, hai người cùng dẫn quân đến đi. Đông huyền vực, bình nguyên lạc nhật đây là nơi tiếp giáp giữa đông huyền vực và nam huyền vực cũng là nơi đóng quân của liên minh tứ huyền vực ở trăm dặm phía đối diện bình nguyên chính là đội quân ma ngục đang hoành hành ở tứ huyền vực trên bình nguyên lúc này là quân đội liên minh tứ huyền vực đang thao luyện tiếng hô vang vọng cả không gian trên đài cao ở phía trước đội quân có một vài thân ảnh đứng hàng đầu là một nữ tử mặc váy đen dáng người nàng mảnh khảnh nhưng gương mặt tinh tế kia lại đầy sát ý đôi mặt đen sâu thẳm chậm rãi quét nhìn bình nguyên rộng lớn thanh đàn hiện nay không chỉ là điện chủ hắc ám điện mà còn là minh chủ liên minh tứ huyền vực có lẽ về tuổi tác nàng còn rất nhỏ nhưng qua một năm huyến chiến với ma ngục nàng đã dùng khả năng của mình chứng minh địa vị thống trị của mình vì thế ánh mắt của mọi người trên bình nguyên nhìn nàng đầy kính sợ phía sau thanh đàn làng thanh trúc vẫn mặt bộ bạch y khí chất lạnh lùng gương mặt hoàn hảo không tì vết không biết vì sao nàng trở nên có linh khí hơn trước đây hơn nữa mơ hồ còn có một thứ mùi vị thần bí khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy kính sợ. Hừm. Lăng Thanh Trúc chăm chú nhìn Bình Nguyên, thần sắc đột nhiên thay đổi, ngoảnh lại nhìn chân trời phía xa, ở đó đột nhiên có một luồng dao động không gian mạnh mẽ truyền tới, rồi hàng loạt thân ảnh lao tới như thiêu thân, khí tức khiến cả không gian như chấn động. Ngay khi biến cố xuất hiện, trong liên minh lập tức phát ra âm thanh cảnh báo, vô số thân ảnh lập tức bay lên, nguyên lực bùng nổ. Không cần hoảng hốt, là người từ liên minh loạn ma hải, Lăng Thanh Trúc lên tiếng mới làm dịu lại không khí căng thẳng. Là liên quân của loạn ma hải sao? Lẽ nào họ giải quyết được dị ma ở loạn ma hải rồi? Thật lợi hại! Có họ tới thì chúng ta không sợ đám dị ma kia nữa. Lần này, chắc chắn Thanh trừ được chúng. Đúng thế! Đại quân Tứ Huyền vực lập tức bùng nổ tiếng hoan hô, vô số người còn kích động vẫy tay về phía đại quân đang tới. Ờ, đó là... Lâm Động Ca! Khi biết là đó là liên quân, tuy vẻ nghiêm trọng trên gương mặt tan bớt nhưng vẫn giữ khí thế của minh chủ liên minh nhưng khi liên quân tới gần nàng nhìn thấy thân ảnh đi đầu vẻ mặt mừng rỡ khiến cao tầng của liên minh tứ huyền vực kinh ngạc đến khi nghe thấy tên lâm động họ mới chợt hiểu làng thành trúc ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu nhìn về hướng đó tuy gương mặt nàng vẫn lạnh lùng nhưng mọi người có thể nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt điều này khiến họ không khỏi lắc đầu cảm thán hai cô gái ở trong liên minh tứ huyền vực không biết có bao nhiêu nhân tài tuấn kiệt áo mộ nhưng nay xem ra họ chẳng có hy vọng gì rồi có một đối thủ yêu nghiệt thế kia thì còn ai có dũng khí cạnh tranh nữa liên quân nhanh chóng bay tới cuối cùng đáp xuống bình nguyên lâm động xuất hiện ngay trên đài cao lâm động ca thanh đàn vui mừng lên tiếng nàng như chim yến lao tới lâm động vội vàng đưa tay đón vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ rồi cưng chiều xoa đầu thanh đàn cười là minh chủ liên minh tứ huyền vực rồi mà cứ như trẻ con ấy thanh đàn hi hi cười dáng vẻ ngây thơ này đâu có giống sự lạnh lùng trong Liên Minh, nhưng chỉ những người đã được chứng kiến thủ đoạn của nàng mới biết, đằng sau vẻ ngoài đó là một con người khiến người ta kính sợ. Lâm Động cười đùa với Thanh Đàn một lúc rồi nhìn Lăng Thanh Trúc cười dịu dàng, nàng thấy nụ cười ấy của hắn thì mặt hơi đỏ lên ngoảnh sang chỗ khác. Tình hình bên này thế nào rồi? Lâm Động hỏi. Liên Minh Tứ Huyền vực bọn muội vẫn đang giằng co với quân đội của Ma Ngục, nhưng huynh cũng biết, luận về thực lực, có lẽ Liên Minh Tứ Huyền vực là yếu nhất trong Tam Đại Liên Minh vì thế vẫn chưa có được ưu thế gì mấy. Thanh Đàn nói, Lâm Động cũng không thấy bất ngờ, trong tứ huyền vực, Tây huyền vực đã hoàn toàn rơi vào tay ma ngục. Thực lực này, so với liên quân loạn ma hải và yêu vực đúng là kém hơn một chút. Thanh Đàn bọn họ vẫn giữ ngang ngửa được như vậy là rất tốt rồi. Không sao, lần này, ta đưa một nửa lực lượng của liên quân loạn ma hải đến, có lẽ trừ bỏ được đội quân này của ma ngục. Lâm Động cười. Thanh Đàn gật đầu, có thêm sức mạnh này thì cục diện sau này chắc chắn sẽ đảo ngược. Lâm Động kéo thanh đàn tới gần Lăng Thanh Trúc, hắn nhìn nàng đột nhiên khựng người, rõ ràng cảm nhận được Lăng Thanh Trúc có chút kỳ lạ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là hắn không biết rốt cuộc Lăng Thanh Trúc thuộc tầng thứ nào. Không cần cảm ứng nữa, ta cho nguyên lực tàn đi hết rồi. Cảm nhận được ánh mắt Lâm Động, Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Tàn đi. Lâm Động giật mình, kinh hãi nói. Sao nàng làm được, vậy giờ nàng? Nói đến đây hắn ngừng lại, Tuy hắn không cảm nhận được nguyên lực trên người Lăng Thanh Trúc, nhưng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Lăng Thanh Trúc đưa tay ra, chỉ thấy trên bàn tay nàng có ánh sáng hỗn độn ngưng tụ, một thứ sức mạnh thần bí mà mạnh mẽ tỏa ra. Đây là Thái thượng chi lực. Lâm Động chấn kinh, đây lại là sức mạnh có được khi cảm ứng thái thượng. Ưm, ta đã đổi đường khác, không tu luyện nguyên lực nữa, tĩnh tâm cảm ngộ thái thượng, thu thứ năng lượng ấy vào cơ thể. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu giờ ta không rõ mình thuộc tầng thứ nào nữa, nhưng dường như mạnh hơn trước nhiều rồi. lúc này lâm động cũng không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. thế nào gọi là đổi đường khác? trên thế gian này ngoài tu luyện nguyên lực và tinh thần lực ra vẫn còn đường khác sao? hắn biết con đường lăng thanh trúc nói có lẽ là thu nạp thái thượng lực, nhưng trên thế gian có được mấy người cảm ứng được thái thượng? hơn nữa dù có cảm ứng được cũng sao có thể hấp nạp thái thượng lực vào cơ thể? điều này có lẽ lâm động cũng không thể. hơn nữa lăng thanh trúc cũng quá liều lĩnh lượng lớn nguyên lực khó khăn tu luyện được nói cho tàn đi là tàn, đúng là còn rất khoát hơn cả hắn phá hủy nê hoàn cung. Không có sức mạnh khác mới giữ được trái tim cảm ứng thuần tịnh, như vậy cũng rất tốt. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, gương mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này dường như có vẻ của tiên nữ, khí chất của nàng vốn lạnh lùng, cộng với cảm giác kia giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Lâm Động gãi mũi, hắn tưởng mình đã rất biến thái rồi, không ngờ Lăng Thanh Trúc còn biến thái hơn. Việc này hắn chưa từng nghĩ đến xem ra về phương diện thái thượng hiển nhiên là lăng thanh trúc có thiên phú hơn hắn đội quân liên minh loạn ma hải cứ giao cho ta và thanh đàn đi bọn ta sẽ giải quyết đội quân dị ma giờ ta kiến nghị ngươi đi thăm muội ấy lăng thanh trúc khẽ chạm vào một lọn tóc nhìn lâm động nói muội ấy lâm động khựng người rồi chợt hiểu hoan hoan nàng ấy sao rồi ngươi cứ đi thăm đi có lẽ ngươi cảm ứng được vị trí của họ lăng thanh trúc khẽ lắc đầu lâm động thấy thế trong lòng dâng lên sự bất an hắn gật đầu không nói gì thêm ngân quang tỏa ra rồi biến mất lăng thanh trúc nhìn hắn biến mất cũng khẽ thở dài kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người